Lâm ly hết rồi. Nhìn chúng nó đánh mà mình nhớ lại thời trẻ. Mình nhớ lại trẻ. Ô lệ. Không đổ đấy. Là đi chợ rất sát. Gọi là đồng nào ra đồng đấy. Đã bảo rồi đấy, có một ta đâu, có một ta đâu vào. Các chị nhìn kia nhìn bảo sao chị giờ nhìn dày. Để làm tư liệu đúng không? Ừ, để làm tư liệu. Bên cạnh đấy. Thì nhân thể SEA Games đang làm SEA Games ở kia ở tiện ghé ghé vào. Bên này hôm nay có mấy cá bông quả cũng đủ rồi mà đang vẫn còn này. Thôi. Bây giờ đội thi đấu cho đội nào? Chị vẫn thế thôi. Chị đi hôm nay đi đội đoàn phục vụ anh nói em không nói em câu về tâm trạng của bạn nhưng mà thôi cũng nói được như nào mày mày rồi đi đây nhưng mà thứ hai là giọng nói của chị nó khô lắm chẳng sao chẳng sao
cứ nói luôn bảo là sẽ đưa mình trước đây tham gia vào ba cái vận động viên thì trước giờ nó vẫn là ngôi rồi thì đợt này thì sẽ đưa về đây nghĩ rồi bạn vui lắm cũng phải rồi mày phải cái này ôi hay lắm em trận này đang hay ăn rất hay quả hay lắm đấy áo dài đi rồi giao lưu à thì thử xin được thế thôi. Nó là hồ nhiều quá. Nhắn lần thôi. Ôi anh Long trời ơi. Ta đang chờ khoảng cái này. Sao quá đến sao. chuẩn bị
gì? Mọi người ơi, em vào Thank you.
Đó anh đi là ngắm một bên đi, anh đi một bên đi. Thích gì đấy à? Ôi thôi.